Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta cùng trở lại với bài tập sau đây. Tìm tất cả các số nguyên dương xy để cho cái số này x bình y bình phần x bình cộng y bình là một số nguyên tố. Thì đầu tiên chúng ta coi như cái biểu thức này là một số nguyên tố, ví dụ như là một cái số p nào đó, chúng ta đặt nó đi để chúng ta làm. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái số đề bài đã cho đấy bằng một số p nào đó, trong đó p là số nguyên tố. Vậy thì bây giờ chỉ còn cách là chúng ta nhân chéo lên thôi, quy đồng khử mẫu, ta nhân chéo lên thì em sẽ có x bình y bình sẽ bằng p nhân với x bình phương cộng y bình phương. Em phá ngoặc ở bên vế phải ra, chúng ta có x bình y bình bằng p x bình phương cộng p y bình phương. Đến đây thì em thấy là có hai cái hướng biến đổi. Em có thể chuyển px bình phương sang bên trái, py bình phương bên phải giữ nguyên, hoặc là chuyển py bình phương sang bên trái, px bình phương giữ nguyên. Thì chúng ta có hai cái hướng như thế này. Có thể là x bình y bình chuyển nó thành trừ này px bình bằng py bình. Hoặc có thể chuyển như thế này. X bình y bình trừ đi PY bình bằng PX bình phương. Thì tương ứng với các biến đổi, chúng ta thấy là ở biểu thức phía trên chúng ta nhóm được ra nhân tử chung là X bình phương, bên trong còn Y bình trừ đi P. Ở bên dưới chúng ta nhóm Y bình phương, bên trong còn x bình phương trừ đi p. Thì ở cái biểu thức phía trên này thì em thấy là cái p y bình phương viết được thành tích của hai cái thừa số này nhân với nhau này. Vậy thì đương nhiên là cái p y bình phương phải chia hết cho hai thừa số này. Kiểu cũng như là cái số c chúng ta viết thành số a nhân số b. Thì đương nhiên là số C phải chia hết cho cả A và chia hết cho cả B. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ suy ra được PY bình phương nó phải chia hết cho X bình phương. Bên dưới chúng ta có PX bình phương cũng phải chia hết cho Y bình phương. Bởi vì là P là số nguyên tố, số nguyên tố thì nó chỉ chia hết cho một và chính nó thôi. Chính vì vậy mà từ đây chúng ta suy ra được y bình phải chia hết cho x bình phương, và ở dưới x bình phương phải chia hết cho y bình phương. Cái này do p là số nguyên tố. Như vậy thì với x y là các số nguyên dương thì x bình chia y bình chia hết cho y bình, rồi là y bình chia hết cho x bình. Như vậy chúng ta có y chia hết cho x. Ở này, bên dưới này là x cũng chia hết cho y. Như vậy là em thấy là số a chia hết cho b, b để chia hết cho a, x chia hết cho y, y để chia hết cho x. Như vậy đương nhiên hai số này là hai số phải bằng nhau rồi. X phải bằng y. Chưa? Rồi khi mà x bằng y rồi thì em thay vào cái chỗ này. Ở đây sẽ đặt tên là 1 nhé. Thay vào 1. Thì em thay xy vào, chúng ta thay x bằng y vào. Chúng ta có chỗ này là thay hết tau x đi. Chỗ này là x mũ 4. Chỗ này là 2x bình phương bằng p. Như vậy chúng ta sẽ có được x bình phương phần 2 bằng p. Tức là chúng ta có x bình phương bằng 2x
2 nhân P. Em thấy vế bên trái, vế bên trái là một số chính phương. Vế bên phải là 2 nhân một số nguyên tố. Mà đây số 2 là số chẵn. Thì em thấy như thế này. Vì x bình phương là số chính phương. Rồi số 2 là số chẵn. P là số nguyên tố. Như vậy thì trong tình huống này buộc P chỉ có một giá trị duy nhất thôi, đó là P bằng 2. Bởi vì 2 nhân 2 là 4, nó bằng 2 bình phương, nó mới là số chính phương được. Còn các số khác không có số nào thỏa mãn cả. Thì em thấy các số nguyên tố đây chỉ có duy nhất một số là số 2 là số chẵn thôi, tất cả số lẻ hết. Rồi khi có P bằng 2 rồi thì chúng ta sẽ có x bình phương sẽ bằng 4. X là số nguyên dương, cho nên chúng ta có x bằng 2. Thế mà y và x bằng nhau, cho nên chúng ta suy ra x bằng y bằng 2. Ở đây chính là giá trị cần tìm. Vậy ta kết luận. Vậy chúng ta có x bằng y bằng 2. Rồi như vậy chúng ta kết thúc bài tập này tại đây. Hẹn gặp lại các em ở trong các video bài học tiếp theo.